Sau hơn 5 ngày điều trị tích cực, nam bệnh nhân vẫn trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn vào đường tiêu hóa, suy đa phủ tạng. Hiện bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, tiên lượng xấu. Bệnh nhân này có cái tiền sử là bệnh gan, thận và tăng huyết áp, uống thuốc đều. Sau khi lọc máu liên tục thì chức năng thận đã cải thiện, chức năng gan thì cũng cải thiện một phần và vận mạch chúng tôi đang giảm dần và tiến tới là sẽ có thể là cắt được thuốc vận mạch cho bệnh nhân. Chúng tôi sẽ dừng an thần và đánh giá ý thức của bệnh nhân. Người nhà bệnh nhân cho biết, trước khi nhập viện cấp cứu, điều trị, bệnh nhân có tham gia mổ heo có biểu hiện ốm, mệt mỏi và ăn một ít thịt heo đã được xào chín. Chỉ sau 6 giờ ăn thì xuất hiện triệu chứng lạ phải đi cấp cứu. Con lợn này chưa chết thì chồng tôi mổ xong này làm thịt sấy xong mới làm chồng tôi làm ăn một đĩa nhỏ chín dưới này xong đi ngủ. Đi ngủ xong thì tầm 3 giờ nó mới sốt. Mới sốt xong thì 4 giờ nó vào đau bụng. Đau bụng xong thì kiểu đau bụng đi nhiều quá thì đi bảo các chú các bác đi bệnh viện cấp cứu Văn Bàn. Nếu có Văn Bàn xong thì bệnh viện bác sĩ Văn Bàn nó bảo lên Lào Cai tỉnh nên chữa. Để tránh các nguy cơ mắc bệnh do nhiễm khuẩn, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, giết mổ heo bệnh chết. Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân khi tiếp xúc với heo bệnh chết và tuyệt đối không chế biến để ăn.